không nói thêm chi. Nhà là nơi ấm áp ngọt ngào mà ta đôi khi hay quên. Đây 3 năm trước, trong túi em chỉ còn đúng 5 triệu. Xong rồi phải đi xin các bác sĩ cứu mẹ. Cái điều hạnh phúc nhất của con người mình đó là cái điểm hạnh phúc của gia đình, của những cái người còn hiện hữu bên cạnh. Mình thì luôn nói về gia đình mà cả năm trời chỉ nhắn có vài tin. Sao đầu luôn tìm cách cho chính mình, còn nhắc đến mẹ thì mãi cứ lặng thinh. Người chỉ biết những điều mà người nhìn thấy, người chỉ nói những điều người được hay. Người đâu hiểu ngày đêm ta kẹt cút mặt trọi giấc ngủ chỉ để từ từng giây vì ai. Sự nghiệp là điều anh khao khát, đúng vậy. Vậy tiền quan trọng hơn thời gian, không chắc. Quay đầu và nhìn vào mắt mẹ để biết thời gian của mẹ sắp dần cạn. À thừa đủ biết nhưng đủ hiểu chưa? Người toàn chỉ trích nhưng đâu có thừa. Cố thêm vài năm để tích đến càng gần, cũng đồng nghĩa với việc nơi gặp mẹ chỉ có vài lần.